mình ngâm phân nửa nếp trắng, phân nửa nếp than, mình ngâm qua đêm ha các bạn ha, để ngày mai mình nấu xôi nha. À, đây là nếp mà hôm qua mình ngâm mà các bạn, nếp hai lon nếp trắng với hai lon nếp than mình ngâm qua đêm nó ra màu như vậy nè. Bây giờ mình xả nha, xả nước lại, mình xả lại nhiều nước ha để cho nó ráo nha. Mình đi rang mè nha các bạn, mè mình bỏ vô với lại bỏ một tí muối vô mình rang, khi nào vàng thì mình tắt lửa nha. Nếp mình để cho nó ráo rồi đó các bạn, mình ngâm qua đêm. Đây mình có hai lon nếp trắng, hai lon nếp than, mình ngâm qua đêm, mình vo sạch xong ngâm qua đêm, rồi sáng hôm sau mình xả lại, xả lại vòi nước ấm này các bạn, xả lại vòi nước ấm á, khi mình để cho nó ráo bắt đầu mình bỏ vô nè một muỗng muối, một muỗng cà phê muối nha, rồi một muỗng dầu ăn. Mình ăn ha, một muỗng cà phê muối nha các bạn. Rồi mình trộn đều lên, trộn đều lên đó. Xóc cái thau lên nha các bạn, trộn nhiều lắm mình xóc, xóc cái thau lên. Cái muối là đều yếu nữa nha. Đó. Trong khi đó mình bắt vô nồi nước sôi lên nha. Sau khi mình rắc muối với lại dầu ăn vào dầu sôi rồi mình trộn đều với các bạn, mình bỏ vô cái sỉnh sôi nè. Rồi mình khoét cái lỗ giữa, đây mình có đâm mấy cái lỗ nha nè. Đó lỗ này nè, để cho sôi nó mau chín đó. Đó. À, bắt đầu mình phủ cái khăn lên. Cái giải nó khăn phủ nấu sôi đó các bạn, mình phủ lên, phủ kính lên nè, cái giải này mình hay nấu sôi nên mình nó có cái màu như vậy, giải nấu sôi mình phủ lên nè, đó bắt đầu mình phủ lên mình chờ nước sôi đó các bạn, mình chọn bỏ cái sỉnh lên lên mình khắp khoảng 20 phút thì mình mở lên thì mình xem nha. Bắt đầu ra mình tơi lên rồi mình cho nó chín hẳn đi, mình để nắp lại, mình để cho nó khoảng chừng 10 phút nữa mình cho nó chín hẳn rồi mình mới nhắc xuống nha các bạn. Trong lúc hấp sôi là chờ sôi ha, mình đang hấp sôi, đây mình chuẩn bị nè 5 muỗng cà phê đường, một muỗng nửa muỗng cà phê, hơn xí ha, hơn xí nửa muỗng cà phê muối, với lại một lon nước cốt dừa thái, lon nước cốt dừa thái với lại hành lá nha các bạn. Bây giờ mình cho nước cốt dừa vô đây nè, mà nó hơi đặc quá, để mình cho nước cốt dừa gì đó mình pha nước vô nó nha các bạn. Nếu như 5 muỗng cà phê đường thì hơn nửa muỗng cà phê muối nha. Ở đây tí hành lá nè, đây một lon nước cốt dừa thái nha các bạn nha. Bây giờ mình bỏ vô đó, nhưng mà mình pha chắc một lon này như là một lon nước lạnh nữa, mình vánh đều lên nha. Sau khi mình hấp 20 phút rồi đó, bắt đầu mình xới lên, mình cho một nửa cốc nước nóng luôn nha các bạn. Nửa cốc nước nóng mình xới tiếp, và mình khoét cái lỗ, mình cũng khoét như là ban đầu rồi đó, mình khoét rồi đó ha. Mình cho cái hơi nước nó mau chín nha cho sôi mềm. Bắt đầu cái mình đậy lại, mình hấp tiếp 10 phút nữa nha các bạn. Hấp tiếp 10 phút nữa. Nha, mình hấp tiếp một chút đi nha, mình cũng đậy nha. Trong đây này mình có 5 muỗng đường, hơn nửa muỗng cà phê muối và một lon đặc nước cốt dừa này nè các bạn. Rồi mình pha thêm một lon nước lọc nữa, mình pha thêm ra như vậy nè. Mình chờ nó sôi lên, bắt đầu mình bỏ bột năng nha, nước bỏ 2 muỗng cà phê bột năng này vô cho nước nó lên lại. Đó, nước dừa nó sôi tới rồi nè, đập mình cho 2 muỗng bột năng vô nha. Cho 2 muỗng bột năng vô mà tiếp tục nấu cho nó sôi. Nó sôi xong rồi một lát nữa là mình sẽ cho hành lá vô.
cái thời gian chờ sau nó chín nha. Mình thấy nó cúc nhiều với hành lá này. Đây mình có còn một ít nước nè, với lại hai muỗng cà phê bột năng nha các bạn. Mình bỏ vô mình pha cho nó hơi lình lên nước cái này, hơi lình nước cục dừa này á. Mình nói nha, đây là một lon đặc nước cốt dừa này và một lon nước hòa tan hòa chung với nhau nha. Một lon nước chứ là một lon nước cốt dừa, tại cái lon dừa đặc nha các bạn, cái dừa nó đặc lắm. Đã bắt đầu mình cho vô đây nè, mình có hôm nay có 5 muỗng cà phê đường và một đường hơn nữa muỗng cà phê muối nha. Đó, nấu cho nó sôi đặt lại ha, kẹo lại quay lại mình bỏ hành lá vô nè. Đó, lát đi mình ăn với lại thêm nước hoa nha các bạn. Mình có 2 lon nếp trắng, 2 lon nếp than, mình ngâm qua đêm, xong sáng mình đổ ra mình để cho nó ráo, được ráo mình cho một muỗng cà phê muối vào ăn. Đó, bắt đầu mình để nước sôi lên, mình bỏ lên cái chỏ nên mình hấp 20 phút thôi các bạn. 20 phút, chín 20 phút rồi bắt đầu mình xới lên. Mình xới lên bắt đầu mình cho khoảng là nửa khắp nước sôi hay nước nóng đó, mình chế lên lần nữa. Mình cứ xới đều lên, mình cứ xâm lỗ để nó giống như lúc đầu đó. Rồi mình để cho nó sau nó chín, để khoảng 10 phút sau là sau nó chín nha các bạn. Đó, bắt đầu sôi đã chín rồi nè nha. Bắt đầu mình đã chuẩn bị nè. À, nước cốt dừa mình con nước cốt dừa đặc ha, và một con nước lạnh đó mình pha đều ra. Rồi mình cho 5 muỗng cà phê muối, hơn nửa muỗng cà phê, xin lỗi, 5 muỗng cà phê đường, hơn nửa muỗng cà phê muối. À, nấu cho nó sôi lên hết rồi mình pha một xíu bột năng á, với lại xíu nước mình bỏ cho một xíu nước với bột năng á, mình pha cho nó hơi nó sền sệt lên nha các bạn. Rồi mình bỏ hành nước kín, nước cốt dừa chín xong hết trơn rồi là mình bỏ hành lá vô nha. Đây đậu xanh mình hấp xong rồi mình tán nhuyễn nè, mình tán cho nó mịn nè, đậu xanh nè. Còn đây là mè mình rang nè, rang bỏ tí muối vô rang cho nó vàng nè các bạn. Bây giờ mình chuẩn bị mình lấy sợi đậu xanh lấy ra nha các bạn, làm mình chuẩn bị với sôi đồ, sôi nếp than nha các bạn.